Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe của kênh Mẹo Sống Khỏe VTT7. Hết hẳn đau nhức xương khớp, khô khớp với bài thuốc trị bệnh từ cây lược vàng. Đau nhức xương khớp là một hình thức của tổn thương ở khớp xương, hậu quả để lại do tác động từ nhiều yếu tố gây ra, khiến khớp xương bị tổn thương, gây ra các triệu chứng đau nhức xương khớp, tê buốt, nhức mỏi và biến dạng khớp, ảnh hưởng lớn đến chức năng vận động. Ngoài các tác động khách quan, theo thời gian, các khớp xương sẽ trở nên lão hóa, xơ cứng và yếu đi, dễ bị viêm. Dần dần, các đầu rụn của xương cũng bị bào mòn dần đi, dẫn đến hiện tượng khi các khớp xương chuyển động sẽ ma sát mạnh vào nhau, gây ra sưng, đau nhức và vận động khó khăn. Nếu bạn muốn thoát khỏi tình trạng này, hãy học cách tự làm thuốc trị đau khớp tại nhà theo hướng dẫn dưới đây, hy vọng có thể sớm giúp bạn chữa khỏi được bệnh. Nguyên liệu mà chúng ta cần chuẩn bị bao gồm: thứ nhất là khoảng 200g lá cây lược vàng. Bạn biết không, toàn cây có chứa các chất có hoạt tính sinh học bao gồm flavonoid, steroid và nhiều các khoáng tố vi lượng có lợi cho sức khỏe. Chất flavonoid có vai trò như vitamin P, có khả năng làm mềm mạch máu và tăng tác dụng của vitamin C. Những hoạt chất kể trên có tác dụng giảm đau, an thần, kháng viêm, hoạt huyết, được dùng để chữa đau lưng, đau khớp một cách hiệu quả. Nguyên liệu thứ hai đó chính là dầu ô liu. Ở cách này thì chúng ta chỉ sử dụng hai nguyên liệu này thôi nhé. Cách các bạn thực hiện thì rất đơn giản. Sau khi đã được làm sạch và để ráo nước thì mình sẽ cho nó vào một cái cối xay sinh tố. Bạn có thể cho vào cối này một chút nước lọc. Bạn nhớ là một chút thôi nhé. Giờ thì mình sẽ mang nguyên liệu này đi xay nhuyễn nhé. Vậy là mình đã xay xong rồi đây. Giờ mình sẽ sử dụng dây lọc để lọc lấy phần nước. Ở cách làm này, chúng ta chỉ sử dụng phần nước cốt của lá lược vàng thôi. Đây chính là nước cốt của lược vàng mà chúng ta thu được. Giờ mình sẽ cho vào bát này 3 thìa dầu ô liu. Sau đó bạn đánh thật đều tay cho các nguyên liệu của chúng ta hòa quyện vào nhau thành một hỗn hợp đồng nhất nhé. Đây chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần cho cách trị bệnh xương khớp tại nhà này. Bạn lấy hỗn hợp này xoa bóp lên vùng xương khớp bị đau sẽ rất hiệu quả, cơn đau sẽ dần dần biến mất, giúp người bệnh thoải mái hơn. Kiên trì thực hiện mỗi ngày để thấy được hiệu quả. Với hỗn hợp này, nếu bạn không dùng hết thì bạn có thể bỏ vào lọ thủy tinh có nắp đậy kín và bảo quản ở nơi khô thoáng để dùng dần trong vài ngày. Cây lược vàng chữa bệnh xương khớp là một bài thuốc từ thiên nhiên rất hiệu quả, rẻ tiền và an toàn. Do đó, nếu bạn đang bị những cơn đau do khớp hành hạ thì đừng ngần ngại mà thử ngay nhé. Bên trên là cách bào chế, chế tạo ra bài thuốc trị bệnh xương khớp từ cây lược vàng vừa an toàn, hiệu quả, rẻ tiền mà bạn nên tham khảo và thực hiện. Kiên trì trong một thời gian để đạt được kết quả tốt nhất. Chúc các bạn thành công và luôn khỏe mạnh. Video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng video của mình hữu ích với các bạn. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe.